Cùng với thời điểm đổi thừa, nhiều địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là việc đưa công nghệ mạ khay và máy cấy vào sản xuất lúa, góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, giảm nguy cơ dịch bệnh trên đồng ruộng, nâng cao năng suất. Vụ đông xuân năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Sơn, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư áp dụng mô hình mạ khay máy cấy trên diện tích 13 ha. Ngoài việc giải phóng sức lao động cho người nông dân, còn góp phần nâng cao năng suất và đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trong khung thời vụ. Cấy tay như ngày xưa thì nhân dân cũng đã biết rồi. Thì và cái công đoạn cấy tay thì cũng rất là vất vả. Còn về cái hình thức mạ khay máy cấy theo hữu cơ này thì chúng ta chỉ bón phân một lần, hai lần thôi. Để cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì sau này chúng ta có phun ấy, thì cũng rất là hạn chế, gần như là cũng không phải phun. Thì hiện tại chúng tôi đã quay về cái chất lượng và cái tốc độ thì cũng rất là nhanh. Đấy. Chi phí của cấy máy dao động từ 150.000 đến 200.000 đồng một sào, giảm hơn nhiều so với công cấy bằng tay mà người dân phải thuê. Khi đưa mô hình này vào đồng ruộng đã được bà con nông dân tích cực hưởng ứng, có phần tiết kiệm lúa giống, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và chi phí sản xuất. Thì thấy là cái hình thức mạ khay máy cấy này thì là rất phù hợp với người dân. Trước thì cấy thủ công, đi thuê phải 300 một công cấy mà không thuê được. Bây giờ dùng mạ khay máy cấy này thì thứ nhất là dùng phân hữu cơ. Thì thấy rất là tiện lợi cho người nông dân, bảo vệ được môi trường. Để thực hiện mô hình cấy máy, nhiều địa phương đơn vị đã tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, trong đó đặc biệt chú trọng đến các khâu như làm đất, pha trộn, ngâm ủ mạ, cách gieo trồng. Mặc dù đây là hình thức gieo cấy mới, nhưng sau một thời gian đã cho thấy những ưu điểm nhất định, chất lượng mạ khay đảm bảo, cây lúa khi cấy máy cũng không bị ảnh hưởng nhiều do không phải nhổ mạ. Về cái ưu điểm chung của cái gieo cấy bằng cái phương pháp là thực hiện phương pháp là gieo mạ khay và cấy bằng máy thì thứ nhất đó là nó là sẽ giảm được cái công lao động cho người nông dân. Đấy, bởi vì cái quá trình thực hiện từ gieo mạ đến cấy đều thực hiện bằng máy, với cái năng suất của máy, một máy thì gieo cấy hiện nay có thể là đạt được cái con số là khoảng cấy khoảng 4 hecta trong một ngày làm việc, thì nó sẽ giảm bớt rất nhiều công lao động cho bà con nông dân trong cái điều kiện mà lao động nông thôn hiện nay đang rất là thiếu. Thứ hai thì lúa cấy bằng máy thì cái quy trình từ gieo mạ, chăm sóc mạ cho đến cấy thì đều đảm bảo trong cái quy trình là cho cây mạ sinh trưởng phát triển tốt nhất, và cấy trong cái điều kiện là tuổi mạ cũng như là cái sức sống cây mạ tốt thì sẽ giúp cho cây lúa là sau khi cấy xong thì nhanh bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh sớm và sẽ là tiền đề để có cái năng suất tốt hơn. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc tuyên truyền, hướng dẫn cũng như là phổ biến và hỗ trợ để cho các tổ hợp để tăng cái diện tích gieo bằng mạ khay và cấy bằng máy. Với những ưu điểm đó, công nghệ cấy lúa bằng mạ khay, máy cấy đang được bà con nông dân áp dụng ngày càng nhiều. Trong vụ đông xuân năm nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 100 ha ruộng áp dụng hình thức gieo cấy mới này. Đây là những kết quả quan trọng trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, có phần tích cực trong thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.